đấy. Chơi được 3 cái thì ngon. Các con nó 10 vẫn chậm hơn một tí không ạ? Kiểu gì cũng thế. Đây, rồi. À, quay admin Tùng này. Đâu rồi, đi mấy đường trẻ con đâu rồi? Từ từ đi đường một cái đường này. Đi. Đây. Tiếp thôi. Mình đang quay trên con một con đấy, mình đang đi bộ nhá. Rồi. Đang đi bộ tiếp. Ôi có thằng bé đang chật. Đấy, mình vừa lia máy theo nó. Đó, đi em chạy tiếp nào. Bây giờ mình sẽ chạy đây. Ở trên cái điện thoại ấy, mình đang nhìn ấy, thì có vẻ cái con Note 10 nó rung hơn, nhưng mà không biết ABC thì nó thế nào. Từ hồi xưa mình quay con trên Note 10 nhìn trực tiếp trên nó thì nó vẫn khá là rung. Đây là một cái ánh đèn vàng. Tiếp nào, quay mấy chỗ cho các bác xem. Đó, nhìn trên điện thoại ấy, cái con Huawei nó có vẻ ngon hơn. Còn đấy là nhìn trên điện thoại thôi, chứ còn không biết được. Quay sát vào cái bông hoa này. Thôi, được rồi, chạy tiếp thôi. Ở lại gặp con bé này nè. Nó chạy qua nữa. Ok, mình đang đi bộ rồi, mình sẽ chạy một đoạn nữa. Để cho bác xem. Mình đang để ở cái tư thế máy là đứng nhé. Hai con đều đứng. Chạy tiếp nào. Chỗ này đẹp phết các bác ạ. Các bác có thể ra đây thả flycam hoặc thả cái gì nhỉ. Kìa tòa tháp. Đó. Mình sẽ ra cái đài nước kia xem thế nào. Rồi mình sẽ chạy tiếp. Chạy tiếp thôi. Mệt quá các bạn. Ôi sắp đến cái này nữa rồi, cố lên. Đấy. Ồ, đẹp quá các bạn. Bọn trẻ con nó bảo mình đang mình chạy như một thằng điên. Ôi, lại lên mình sẽ quay chúng nó. Quay chúng nó rồi về một vòng. Trả lại một vòng kia là được. Chạy đi. Không phải. Đây điện thoại Samsung thôi. Còn trẻ con nó chỉ thích iPhone thôi. Chỗ này là phết không ạ? Rồi, mình sẽ lại cái chỗ rèn đèn sáng sáng kia một tí nữa là được rồi. Là có thể đổi máy được rồi. Nhìn trên điện thoại ấy, thì cái con Huawei này trông cũng tốt hơn. Đây cứ nhìn mà xem. Đấy nhìn xem. Còn như hồi trước ấy, quay bằng cái con V35 ấy
thì nhìn trên điện thoại ấy, cái con Note 10 này nó rung ngang luôn ấy. Mình cứ nghĩ là nó chỉ rung chống rung được như vậy thôi, nhưng mà khi mà mình ghép hai cái video lại với nhau mới biết. Đây nhìn này, có con Huawei nó cho chi tiết tốt hơn à, cái màu xanh của nó cũng đây, nếu mà nhìn thực tế ở cái chiếc điện thoại ấy, cái màu xanh nó chuẩn hơn của con Note 10 nó vàng như này cơ mà, nhưng mà trên PC thì không có hiện tượng đấy đâu. Mấy phút rồi nhỉ? 5 phút rồi. Thôi mình sẽ đổi cách sang cam trước. Rồi chơi, đây là cam trước. Rồi, cam trước của con Huawei nhìn trên thực tế nó mờ hơn cái con 510. Nhưng mà mình thấy nó hai góc nhìn nó bị lệch kiểu gì nhỉ? Rồi mình cho nó chuẩn vào đây. Hai cái góc nó cứ bị lệch. Hai cái đều ở giữa mà. Thôi, hai cái nó ở giữa dẫn đến là có thể là nó bị lỗi gì đấy. Ok nó đi. Ok chỗ này là cái quay không ạ? Mình tí mình đâm vào. Mình sẽ cho các bạn thấy cái tòa tháp ở đằng sau. Đó. Lần đầu tiên đến cái địa bàn này sợ là phi vào đâu. nhìn này, nhìn ở các bác nhìn có gì nhìn thấy ở đằng không quay lần trước đó. Đây đang quay bằng cam trước nhé, chế độ như nhau cả, full HD. Ở trên cam trước thì nó không có cho chọn 60 fps mà chỉ có 30 thôi. Rồi ai kia là cái thằng Tùng kìa, đấy. Thằng Tùng đấy. Nhìn thấy nó rồi, thôi quay thế thôi là đủ rồi, 1 phút rồi là các bác biết rồi.